Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến là bản tin liên quan đến việc tiểu bang South Dakota đã cấm người chuyển giới nữ và các bé gái tham gia vào các đội thể thao trong trường học. Và họ có lý do. Đây là tiểu bang đầu tiên và là tiểu bang mạnh mẽ nhất, rất là rạch ròi giữa việc những người chuyển giới và các em học sinh bình thường. Tại vì theo như luật của Tổng thống Biden mong muốn, thì kể cả những người nam chuyển giới thành nữ vẫn có thể tham gia thể thao, thì lúc đó thôi nữ khỏi thắng. Tại vì dẫu gì, dù là họ từ nam chuyển giới sang nữ, thì cái sức khỏe đó, cái muscle, cái cơ bắp đó vẫn tham gia các môn thể thao, thì làm sao có sự công bằng được. Cho nên là nó rất là gọi là kỳ cục. Cho nên là bây giờ tiểu bang South Dakota nhận thấy điều này, nhất quyết không đồng ý cho tất cả những người gọi là chuyển giới nữ và các bé gái không được tham gia vào các nhóm, các đội thể thao ở trong trường. Dạ, nữ thì tham gia cùng với đội nữ, nam thì tham gia cùng với đội nam, còn nam chuyển giới thành nữ thì khỏi tham gia. Đó, hoặc là các bé gái nhỏ thì cũng không tham gia vào các đội tuyển ở trong các trường học. Cho đến khi nào mà gọi là có đầy đủ các điều kiện thì mới có thể tham gia. Phụ nữ và ngay cả các em gái chuyển giới luôn nha, các bé gái, tức là các bé gái mà chuyển giới, chứ không phải là chỉ những người phụ nữ từ 21 tuổi trở lên hay là lập gia đình rồi xong rồi chuyển giới rồi muốn thi thể thao, hoặc là các bé gái ở trong trường rồi chuyển giới thì cũng không có được thi luôn. Đó, tại vì nó cảm thấy là không phù hợp, cho nên họ đã ra cái quyết định này. Và quyết định này đã được Thống đốc Kristi Noem đã ký với dự luật SB 46 đã nhanh chóng thông qua tại tiểu bang ngay trong kỳ họp đầu tiên năm 2022, khiến cho South Dakota trở thành tiểu bang đầu tiên ban hành một cái luật mà có thể chống lại cái sự mà các vận động viên chuyển giới tham gia như thế này. Và đây là một trong những cái điều mà nó sẽ làm cho những người chuyển giới, dĩ nhiên là họ sẽ có những cái sự phản đối nhất định. Nó cũng đưa South Dakota trở thành tiểu bang mới nhất do đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua một biện pháp như vậy, trong một loạt các biện pháp để mà giúp đỡ cho các học sinh của họ để mà có đủ điều kiện để tham gia vào các môn thể thao đồng đội hoặc thể thao nó gọi là chỉ định dành cho nam hoặc là nữ. Giống như môn bóng đá nữ thì bóng đá nữ không thể nào đội bóng đá nữ mà xen lẫn vào vài anh nam chuyển giới để mà đấu với đội nữ bên kia. Đó, kỳ ý họ là như vậy. Rồi trong đây là thật sự là một cái điểm mà nó rất là sensitive. Nhưng mà bây giờ tiểu bang South Dakota đã quyết định thực hiện. Và khi mà đã có tiểu bang đầu tiên thì chắc chắn sẽ có những tiểu bang khác cũng sẽ suy nghĩ đến điều này. Kính thưa quý khán giả.